À, hôm nay giờ sẽ tin vui chúng ta hân hoan đón mừng ma cha mới. À, ma cha là đừng phục vụ ở đây trong việc nhận lệnh hội lý cũng như là với những vụ phó tế. Hôm nay giờ sự hân hoan đón mừng cùng ma cha và xin ma cha một quà kỷ niệm là những việc áo lễ. Và hôm nay ma cha sẽ hoàn thể dân thành lệ tạ ơn này. Và trước khi
cha mừng ngày hôm nay. Con cha bên đi qua đành giảng tình bởi dòng ngôi lời từ dòng Chicago. Cha Nguyễn Văn Thanh, giám đốc thần học viện Chicago. Cha Trần Nhân, dòng ngôi lời. Cha Phạm Linh, dòng ngôi lời. Cha Trần Thần Tông, dòng ngôi lời. Cha Võ Thả Đề, dòng ngôi lời. Cha Nguyễn Văn Long, dòng ngôi lời. Cha Hồ Đức Xuân, dòng ngôi lời. Cha Lương Tử Vân, dòng ngôi lời. Cha Cố Nguyễn Huy Quyền, cha Nguyễn Văn Qua, từ Việt Nam sang là thân nhân của cha Tuấn. Và đặc biệt xin trân trọng giới thiệu với cộng đoàn cha John Bautista Hoàng Quốc Việt, cha Phêrô Lê Quang Bình và cha Augustino Hoàng Khôi Tuấn. Hôm nay sẽ được xin cha và con và thánh thần. Amen. Quỳ xin lắng sống Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và lòng thông hiệp của Chúa thánh thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta long trọng mừng kính một Chúa ba ngôi, là một trong ba mầu nhiệm chính của Hội Thánh. Chỉ có một Chúa, nhưng Chúa có ba ngôi. Chúa ba ngôi là tình thương vô biên, người thương tạo dựng chúng ta. Và dù chúng ta lỗi nghĩa phản nghịch với người, người vẫn thương cứu độ chúng ta, thánh hóa chúng ta. Chúng ta hiệp dân thánh lễ hân hoan mừng Chúa ba ngôi là tình thương vô cùng của chúng ta. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa, hết lòng kính mến Chúa và yêu thương mọi người là hình ảnh của Chúa. Anh chị em, nhiều lần chúng ta không giúp đỡ lẫn nhau, vậy chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúa, chúng con tôn vinh
Chúa trọn lòng sẵn nghiệp.
đáng cậy niềm. Ngài yêu thích công minh chức trung, tình thương Ngài tràn ngập khắp mọi nơi. Hôm thay linh hồn xa, Chúa chọn làm xa. Khi ấy,
11 môn đệ đi về Galilea đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lại người, nhưng có những kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Sống trong tình bạn Chúa Trời,
chứng nhân con Chúa muôn đời, bạn ơi. Lòng kiến trung, tinh thần phục vụ, đó là chính là những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho Ngài. Chắc chắn là trên cái đường truyền giáo Ecuador, Thiên Chúa sẽ luôn gìn giữ Ngài. Anh chị em Kitô giáo ở nơi đó sẽ lãnh nhận hồng ân mà Thiên Chúa đã ban qua bàn tay của Ngài. Chính Ngài sẽ luôn ca ngợi Chúa bằng cả bài ca hồng ân. Thế rồi qua anh em còn cũng được ý nhiều về Tân Linh Mục Bình. Cuộc đời của Ngài cũng là ba chìm bảy nổi, chín cái lên đây. Công việc tiền tay khả năng tốt đẹp. Thế mà vì tiếng gọi của Thiên Chúa, Ngài từ bỏ tất cả sống đời dấn thân. Nơi truyền giáo đầu tiên của Ngài lại là Ecuador. Ngài mang tất cả những gì Thiên Chúa trao ban để phục vụ anh em xứ lạ quê người. Cuộc đời truyền giáo của Ngài là cho đi không hối tiếc, cho đi không cần tính toán. Chính vì thế Thiên Chúa đã gìn giữ Ngài trong mọi hoàn cảnh. Thiên Chúa đã bao bọc Ngài và nay lại giao cho Ngài một trách nhiệm mới. Thật đúng câu: ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Để chắc chắn rằng cáo ly xứ lạ tiền đồng, một lòng trung tín hết lòng cầu xin ơn cha đổ xuống vững tin, bình con thiên mãi niềm tin vững vàng. Trong ba tuần trước, hôm nay có lẽ trẻ nhất, đẹp trai nhất, ao vui nhất có lẽ không ai bằng Linh Mục Việt. Cũng như cha mình sau khi tốt nghiệp đại học, cha Việt đã có một quyết định mới cho mình. Có lẽ quyết định của Ngài cũng làm đau lòng cho nhiều người, đặc biệt là các nữ sinh viên đồng thời với Ngài. Không biết rằng ông Mạc Cố và gia đình suy nghĩ ra sao? Quyết định của Ngài dấn thân đến nơi hẻo lánh trong 2 năm được training tại Paraguay, Ngài đã nhận rõ đất lời mời kêu gọi của Thiên Chúa, nhận ra hồng ân tràn đầy mà Thiên Chúa đã ban cho Ngài trên cái đồng truyền giáo, để rồi Ngài phải thốt lên quyết định ra đi vì dấn thân sống đời truyền giáo mãi nương thân, rao giảng tin mừng cho nhân thế, ca khen tình Chúa đến muôn đời. Tuy ba Tân Linh Mục ra đi nơi ba miền xa lạ khác nhau, nhưng tâm hồn của các Ngài luôn liên kết. Không biết vô tình hay vô ý, ngày mở tay của các Ngài lại đúng vào ngày Chúa ban ngôi. Một bổ nhiệm không ai hiểu thấu, nhưng đã nói lên tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa. Ba ngôi khác biệt nhưng đồng bản thể, mỗi người một nhiệm vụ nhưng không có cách biệt. Người cha tạo dựng nên, ngôi cha tạo dựng nên ta, ngôi con cứu chúng ta và thánh thần thánh hóa ta. Sự liên kết của ba ngôi Thiên Chúa cũng là một lần mời gọi cho mỗi người chúng ta nơi đây. Chúng ta cần phải làm gì để sống tình yêu ba ngôi trong cuộc sống cá nhân cũng như cuộc sống tập thể? Có lẽ quý cha, quý em nữ tu sĩ, quý ông bà và anh chị em vẫn còn nhớ câu thành ngữ: bầu ơi thương lấy đi cùng, tuy cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Thương không phải chỉ thương bằng môi bằng miệng, nhưng phải tỏ rõ ra bằng những hành động cụ thể. Chính Chúa Kitô đã bỏ lộ tình yêu của Thiên Chúa qua việc nhập thể chịu nạn độc sinh của Ngài. Chính Đức Kitô đã dạy chúng ta xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Hy vọng rằng mọi người chúng ta nơi đây cũng bắt chước Ngài tha thứ cho nhau, để rồi cùng cảm nhận được câu: một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Muốn có được tình yêu chân thành đó, chúng ta phải biết chân thành tha thứ cho nhau. Có một câu chuyện kể rằng cưới nhau được một năm thì vợ nguyên
xin được một cặp song sinh, hai cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn. Thật tình thì lúc đầu nguyên không có ý định là có thêm người con trai nữa để nối dõi tôn đường, nhưng một ngày kia nguyên tình cờ gặp một cô gái trẻ trung, để rồi nguyên như là một người trẻ tuổi lần đầu tiên dĩ yêu, cứ lén lén lút lút tranh thủ bất cứ lúc nào để có thể được ở bên người tình của mình. Thế rồi cuộc sống của nguyên đã được một người con, chính người con của nguyên, người con của mình đã phát hiện và nói với bố rằng: bố ơi, sau lúc này bố đi ra ngoài tiếp khách hơi nhiều đấy, không ở lại với chúng con, không ăn bố cái này chê cơm của mẹ con rồi phải không? Vợ nguyên nhìn con và nói: thôi tụi con ăn cơm đi, đừng có nói lung tung. Nhưng đứa bé vẫn bướng bỉnh và nói rằng: con nghe rằng là các chú các bác nói rằng kỳ này bố tìm kiếm con trai phải không? Cho đến một ngày kia, người bạn của nguyên nói với nguyên rằng: này, ông dẫn con bé vào khách sạn đấy, muốn chết hả? Vợ ông đã biết rồi đấy. Nguyên điếng hồn. Và từ đó đến chiều, nguyên không biết phải làm gì. Vì anh quyết định là tối nay mình sẽ không về nhà để né vợ. Nhưng cuối cùng cũng không được, đành phải về nhà. Khi về tới nhà thì vợ nguyên vẫn cơm nước như mọi ngày, chẳng có gì xảy ra cả. Tối đến khi cơm nước xong, nguyên đến coi bộ TV thì vợ cũng đến và cô mang ra một số tờ hình ảnh để nói với chồng rằng: anh thấy không, ngày xưa em đẹp như vậy, bây giờ thì sắc bay mất rồi. Nguyên nhìn bức ảnh của vợ này nói: bây giờ em vẫn đẹp như một phụ nữ trung niên và thành đạt. Vợ Nguyên cười và nói với Nguyên rằng: em chỉ ước mình được trẻ đẹp mà không phải để chia sẻ với anh, chia sẻ ăn với những người khác. Thế rồi cô ra đi và tấm hình somehow, tấm hình của cô đã rớt ở đó. Và người và Nguyên nhặt tấm hình lên, nhìn lại tấm hình của người bạn đời của mình, cảm tấm lòng hối cải sâu xa trong người thân bộc lên. Anh cảm thấy xấu hổ về hành động của mình. Thẫn thờ, anh đến với người vợ và trao lại tấm ảnh cho người vợ. Cô nhận lấy tấm hình và đặt vào đúng chỗ mà cô đã lấy ra, rồi bảo với Nguyên là: anh ơi, đâu lại đó anh. Và như vậy, từ sau bữa tối đó, hai đứa nhỏ lại thấy cha chúng đều đặt về nhà ăn cơm. Trên gương mặt mẹ của chúng không còn nỗi buồn đó chút nữa. Thật vậy, quý ông bà và anh chị em, thương nhau thì xin chín bỏ làm người. Chỉ có tình yêu chân chính mới xóa tất cả những lỗi lầm cá nhân cũng như tập thể. Chỉ có tình yêu ba ngôi mới giúp chúng ta đoàn kết, xây dựng gia đình, xây dựng cộng đoàn, xây dựng thiên đàng ngay tại thế gian. Nếu không có tha thứ, nếu không có yêu thương, thì tất cả những gì chúng ta đã, đang và sẽ là chỉ là hư không. Ước gì trong thánh kinh mở tay của ba tân linh mục hôm nay, chúng ta luôn cầu xin cho các ngài luôn trung thành với sứ mệnh mà Thiên Chúa đã trao ban. Xin cho các ngài luôn là những chiếc cầu móc nối, đem lại sự đoàn kết và yêu thương cho cộng đoàn dân Chúa nơi nơi. Để rồi tuấn biệt bình ba tân linh mục đã một lòng tuyên khấn ngôi đời, sống đời linh mục đời đời, rao truyền lời Chúa muôn đời yêu thương. Cầu xin cho mọi người chúng ta nơi đây luôn sống xứng đáng
là con cái của Thiên Chúa, biết luôn cảm tạ ơn chi và sẵn sàng tha thứ cho nhau đều. Trong ngày Thiên Chúa ba ngôi, ba tân linh một ngôi lời bỏ tay, dâng lời cảm tạ hôm nay theo con, theo chân con Chúa sáng dân thánh thần. Ba ngôi cứ tự gần gần, nhưng đồng bản tính cắt ngang không còn. Ngôi Cha sáng tạo thế gian thế trần, ngôi Con cứ trở con người lầm tha. Thánh thần thánh hóa luôn luôn, đổ tràn ân sủng giúp đời can tân, giúp ta sống mãi yêu thương, cùng nhau xây dựng thiên đàng nơi đây. Trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên Abba,
Lạy Cha, xin cho anh chị em tân tỏng luôn ý thức khẩu thân cao cả đã được làm con Thiên Chúa, để sống xứng đáng với người Chúa đã thương ban. Chúng ta cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Các con hãy đi dặn dạy muôn dân, xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta thực hiện trách nhiệm làm chứng Đức Chúa bằng chính cách sống và thực hành đạo mỗi ngày. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa ba ngôi chí thánh, chúng con chẳng làm được gì nếu không có Chúa ban ơn giúp sức. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa và đặt trót cuộc đời của chúng con trong vòng tay yêu thương quan phòng của Chúa, là đấng hàng sống và hiện trì cứu đời. Amen. Ta xin lễ xin sách trang 2005.
cầu nguyện đầy lời của tôi cùng là quan chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và vui cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu nhân thân Chúa. Cuối xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thân hoa lễ vật chúng con dân. Nhờ lễ vật này xin biến đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo đời đời. Chân Thiên Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo. Và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cùng với con một Chúa và Chúa Thánh Thần. Chúa là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi cơ đơn độc, nhưng trong ba ngôi cùng một bàn thề. Nhờ mặc khai Chúa ban, chúng con tin Chúa là đấng vinh hiển, là chúng con cũng tin như thế về con Chúa và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ ba ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bàn thề duy nhất, và một uy quyền ngang nhau. Vì thế các thiên thần và tông lành thiên thần ngợi khen Chúa và hằng ngày không ngớt lời ca tụng đồng thanh tung hô rằng: chiều khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chiều trên và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cân trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Daniel, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng song lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Chúng con hết thấy được vào hướng ăn sang tôn nhân Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Tin Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thân tông đồ và toàn thể các thân đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thân ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở hằng cùng tất cả anh chị em và cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đang xoa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho biết tất chúng con vừa lan nhân và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa ba ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin quý bạn xem một. Trước khi đại diện cho hội đồng mục vụ đó là chúng tôi mà cho một cái đi. Từ đầu về tôi giới thiệu một số và Gus Wall người có lớn nhất và tôi đừng quên cho nên xin giới thiệu đặc biệt. Ngoài ra nếu chúng ta cùng tiếp tục sẽ có những thánh lễ tạ ơn như vậy á thì còn có những người mà tôi có giới thiệu là các thầy giáo mới lời đã hiện diện ở đây, xin mời các thầy mình lên cho cùng tôi. Và cầu nguyện cho sáng nay chúng ta sẽ có một lễ tạ ơn của các thầy ở đây đó. Ngoài ra xin giới thiệu các sơ cũng đến tham dự tại đây hôm nay. Kính cha quản sứ Giuse Bùi Văn Đồng, cha anh không cha cố Alfonso Nguyễn Duy Quyền, cha giám tỉnh dòng nuôi đời quý cha đồng đế, quý vị quan khách, quý cư sĩ nam nữ, chúng được sự ủy nhiệm của hội đồng mục vụ thay mặt cộng đồng dân Chúa, chúng con gồm đủ mọi thành phần dân Chúa hôm nay hân hoan gửi lời chúc mừng đến thánh linh mục tới ba chàng ba tân linh mục, đó là cha Hoàng Quốc Việt, cha Lê Quang Bình và cha Hoàng Khôi Huấn. Chúng con vui mừng và tạ ơn Chúa vì chức thánh linh mục là hồng ân cao cả đến nỗi không có chức vị nào thì cả vui có trần để cánh bằng với chức thánh linh mục. Thực vậy, cách đây thì hai hôm, bàn tay của ba tân linh mục cũng chỉ là bàn tay bình thường của người phàm. Nhưng hôm nay, qua chức thánh linh mục, bàn tay của người phàm đó đã trở thành bàn tay quyền năng của Chúa Kitô. Ba tân linh mục hôm nay có thể làm phép lạ, biến bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa Kitô, làm của nuôi trường sinh cho chúng sinh. Bàn tay đó hôm nay có quyền năng tha tội trong quả cáo trạng cho những ai thành tâm chống đối. Giáo sư chúng con cũng xin cảm ơn ba linh mục, đặc biệt cha Hoàng Quốc Việt và cha Lê Quang Bình. Ngoài việc hai cha giúp giáo lý hôn nhân về nữ cũng như phụ giúp bàn thánh qua cái phó lễ, chúng con còn có một lý do cao cả hơn để cảm ơn hai cha Việt Đỗ Bình, đó là gương sáng của cuộc đời tận hiện. Hình ảnh của ba tân linh hôm nay đó là hình ảnh đích thực môn đệ của Chúa Kitô. Các cha rồi đây có thể là những vị trên những cha giáo tỉnh hôm nay có những lúc cầm trong tay rất nhiều tiền nhưng là không có đồng xu chỉ tối. Các cha trẻ được bao nhiêu người thương yêu, trong đó có những phụ nữ cô gái xinh đẹp nhưng lại không một ai thuộc về của riêng mình. Lúc gì thì hãy cao đẹp đó sẽ là niềm khích lệ tươi và rất thú kỳ trong giáo sư của chúng con. Cha Hoàng Ngô Khôi Tuấn thì con không biết nhiều, nhưng đối với cha Việt và cha Bình thì đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Cha Việt là hình ảnh linh động cộng đồng của một vị truyền giáo,
giáo xứ Tiên Vương của con sẽ có một bên những bài giảng tốt sắc, ý nghĩa và cách trình bày vô cùng hấp dẫn. Còn cha Bình là hình ảnh của một vị chân tu dòng chiêu niệm. Do đó chúng con có quyền hy vọng giấy mẫu ân phần nhờ sự thân mật của cha Bình với Chúa Kitô sẽ làm cho những tâm hồn người lành yếu với tâm giáo xứ chúng con sẽ được mạnh hơn nhờ lời cầu nguyện của cha Bình. Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, những ngày tháng tháng một của tân linh mục rồi cũng sẽ qua nhanh. Những thử thách trách nhiệm đã chờ đón đằng trước. Chính vì vậy, giáo xứ của chúng con luôn hiệp thông với các trang cầu nguyện tới ba tân linh mục. Những đặc biệt hôm nay, ngoài vấn đề yêu thương lời cầu nguyện, con và xin mời cái bí quyết đúng hơn là con xin trộm ăn trộm cái bí quyết của cha, bí quyết trở thành một linh mục lý tưởng của cha và sứ yêu dấu của chúng con. Bí quyết đó là câu kinh thánh vì Chúa đang yêu con. Đấy là khẩu hiệu và là sức mạnh của cha Giuse buổi vận động đại trò khi ngài phong linh mục. Đây có thể là câu thần chú tuyệt diệu. Tuyệt diệu khi nào cho việc gia đình hoặc cho tôi cảm thấy vui thì hãy ca lên vì Chúa đã yêu thương. Khi buồn cũng vậy, các ngài nên hát lên vì Chúa đã yêu thương thì niềm vui đó kẻ lớn gấp bội và niềm nỗi buồn đó kẻ nhỏ đi vào biết mất. Sau hết, chúng con ước mong sau này dù các cha phiếu bạc cũng cơ trời cũng xin thỉnh thoảng nhớ tới giáo xứ bé nhỏ Kim Vương của chúng con. Nơi đây có rất nhiều người thương yêu các cha, luôn cầu nguyện các cha bình an, được ơn đền độ đến cùng và nhất là tìm được niềm vui tận hiến. Vì ba quý vị Chúa đã yêu luôn. Sau cảnh lễ hôm nay, chúng con xin mời quý cha, quý sơ và quý quan khách và mọi người đang thân viên nhà trường xếp hàng lấy đồ ăn, sau đó có thể vào hội trường để chung vui tiệc mừng linh mục và ba tân linh mục. Xin cảm ơn. Kính thưa quý cha, quý cư sĩ, quý thân nhân, nay Đức Columbus, anh nhân cùng toàn thể quý ông và anh chị em, con xin thay mặt cho ba anh em vừa chịu trách linh mục được gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể quý vị. Chúng con biết chắc chắn rằng quý vị cũng sẽ cùng chúng con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả là do hồng ân ngài ban cho. Chúng con xin cảm tạ và chúc mừng Chúa luôn mãi. Chúng con xin tri ân quý ông bà, cô và gia đình đã đến chung vui và đồng viên chúng con ngày hôm nay. Chúng con cũng xin tri ân cha quản sứ Bùi Văn Đồng và cha cố Nguyễn Quý Quyền đã nâng đỡ và yêu thương chúng con, nhất là con và cha Việt trong thời gian chúng con phục vụ tại giáo xứ. Chúng con cũng xin cảm ơn hội đồng giáo xứ cũng như tất cả đoàn thể trong giáo xứ đã đồng hành cùng chúng con, cũng như đã hy sinh thời gian và công sức trong thánh lễ tạ ơn của chúng con ngày hôm nay. Chúng con xin cảm ơn quý anh em và quý ông bà anh chị em đã quan tâm giúp đỡ chúng con trong lời cầu nguyện về tinh thần cũng như về vật chất. Chúng con cũng muốn nhân dịp này gửi lời cảm ơn đến quý cha và các anh em đồng truyền giáo với lời, đặc biệt là cha nhân đã giảng lễ cho chúng con và các cha bề trên, cha quan và cha thanh đồng hành và nâng đỡ mà chúng con đã liên tục nhận được trong suốt con đường bước theo ơn hội thanh niên của mình.
Trong tâm tình gặp lễ và tri ân đó, chúng con xin Thiên Chúa toàn năng qua lời cầu của mẹ Maria và các thánh nữ vị đạo nữ Việt Nam trả con ngôi hậu cho quý cha, quý tu sĩ, quý thanh nhân, an nhân cũng toàn thể quý ông bà anh chị em. Kính xin quý vị tích cực cầu nguyện để chúng con có thêm sức mạnh tiến bước theo Giêsu trên đường truyền giáo sắp tới để trở nên một tử đích thực của dân này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin mời trong ngày chuyển chức của ba tân linh mục, các ngài có để dành một kỷ niệm rất là quý báu cho quý ông bà cố. Giờ đây chúng con xin mời quý ông bà cố của ba cha để các ngài trao tặng lại cho gia đình của bà cố một kỷ niệm những căn các ngài đã lo tay sau khi được sức giàu hôm nay. Cha Việt và cha mình này có bà cổ và cha Khôi Tuấn này có bà cổ và có cầu đây, cho nên cầu đẹp thế này. Giờ đây ba cha sẽ dâng hoa cho Đức Mẹ. Chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. À.
Thank you.